Em giới thiệu cho những anh em còn chưa biết cái phục hồi cái khoan này nha. Phục hồi khoan lúa cho máy gặt DC70. Máy gặt DC70 nha anh em. Đây, trước tiên là phải tạo một cái lỗ trước nha anh em. Tạo cái lỗ à, anh em cũng thấy quy trình em tạo lỗ rồi chứ gì. Những anh em thợ nè, ai có nhu cầu mua cái cục này à, cái alo nhắn tin cho Hoàng Mai nha. Những anh em nào có nhu cầu thay khoan cũng có thể mua đem về để mà nhờ anh em thợ ở địa phương người ta thay giúp mình nha. Ống này nó bằng thép nha anh em, cứng như bạc đạn nha anh em, rất cứng à, rất cứng. Em bán cái ống băng này nha anh em, đây để cho anh em thay những cái khoan khoan zin mà nó bị hư tụt băng đó, anh em có thể mua về thay vào, tận dụng cái khoan zin của mình rất bền. Chứ khoan lô ở chợ thì cái lá nó mau rất mau mòn, cho nên em sản xuất cái loại ống băng này đây à, bằng thép cứng như bạc đạn để cho anh em dùng nha. Anh em nào có nhu cầu thay phục hồi cái khoan lúa alo nhắn tin cho Hoàng Mai, Hoàng Mai sẽ chuyển tận nơi cho anh em những cái ống băng này nha. Để anh em thợ nào có nhu cầu mua làm cho khách cái alo cho Hoàng Mai à, anh em nào có nhu cầu thay cũng mua đem về để nhờ anh em thợ ở địa phương người ta thay giúp mình nha. Hoàng Mai hân hạnh được phục vụ anh em cô bác từ xa, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc nha anh em. Đây, giới thiệu một lần nữa cho anh em xem nha. Đây, phải tạo cái lỗ trước rồi đưa nó vào nha anh em. Anh em xem hài lòng chưa? Nó hài lòng cho anh em, hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079 nha anh em.